Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ga Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, trước khi vào bài chia sẻ Phật pháp, thì kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh, làm để tâm bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh nhiều hẹp phiền não. Ngài đã mới gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, pháp thể căn an, kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc cái phần chánh kinh và bóp bài lên. Nhưng mà cái này hồi nãy cô Nhật Quỳnh đọc nhầm. Cái này là cái thứ 9 chứ không phải là thứ 6. Thứ 9, số 9 là mã. Cho nên là xin quý vị quan thị thì ở đây là cái vị chư thiên hỏi và Đức Thế Tôn đã trả lời. Thì chúng ta thấy rằng trong cái đời sống, trong cái đời sống mà nhất là qua cái mùa hôm rồi, cái mùa Tết thì sao, chúng ta ước mong rồi chúng ta chúc tụng nhau, nào là mạnh khỏe an vui, rồi phát tài phát lộc, làm ăn tấn tới, rồi là công danh địa vị, thế này thế khác đủ thứ. Cho nên là ước muốn trói buộc đời, chúng ta cầu mong rồi chúng ta ước muốn đủ thứ hết. Có đôi lúc mình không phải mình ước muốn cho mình, mà mình còn ước muốn cho những người thân, những người xung quanh mình hết. Có đôi lúc mình ở cái nhà nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà bây giờ có những lúc mà bà con thân bằng quyến thuộc, con cháu rồi mình lâu lâu nó về nó thăm mình, bà con thân bằng quyến thuộc có lễ lộc, đám dỗ rồi đó, người ta đến chơi, mà bây giờ mình thấy cái nhà nó nhỏ quá, nó chật chội quá, đó thì sao, mình ước muốn làm cái nhà nó rộng rộng chút, để bà con rồi đến rồi có chỗ ngồi cho nó đàng hoàng, không? Chứ còn bây giờ cái nhà mình thành đất rồi nó dơ bẩn rồi kia nọ, không? Thành ra mình cái có đôi lúc mình không có phải ước muốn cho bản thân mình,
Mình ước muốn cho những người khác. Rồi bây giờ cái nhà mình á ở tàn hang túc hút làm sao cũng được, nhưng mà bây giờ á con cháu nó lớn rồi, nó sắp sửa lập gia đình không, và bây giờ nếu mà phía bên kia đó người ta đi đến mà người ta thấy nhà mình nó tệ quá, thì mình thấy mình cũng 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 ngại cho nên mà phải ráng ráng mình sửa nhà sửa đồ lại để ít nhất là nó không có cao sang gì, nhưng mà điều cái nó cũng sạch sẽ khang trang, để cho bên kia người ta đừng có khi dễ ha. Đó thành ra đó chúng ta ước muốn rất là nhiều, mà cái gì cái ước muốn này đó nó là những cái triền phược, nó là những cái sợi dây, mỗi cái ước muốn á là nó những cái tàu dây nó nhỏ thôi. Quý vị thấy cái sợi mấy cái sợi dây đó, cái sợi dây là cái dây mà để người ta buộc thuyền ghe đồ này kia nọ đó, thì sao, nó trong đó không phải là tự có một cái sợi dây to mà nó từ nhiều 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 cái dây nhỏ còn nó đan kết, nó bện lại, nó bện lại để nó trở thành một cái sợi dây thân to lớn để buộc những cái vật nặng, những cái vật lớn lao. Thì cũng vậy á, cái trong đời sống mình cứ mỗi cái mà ước muốn nó là giống như những những cái sợi dây nhỏ, những sợi dây nhỏ này nè, từ 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 nói nhiều 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 các ước muốn, nó chồng chất nó mới đan kết lại thành cái sợi dây thân to lớn. Cho nên á là sao, mình trong đời sống mà mình ước muốn càng nhiều thì sao, thì cái sợi dây cái triền phược của mình nó càng lớn. Khi mà chúng ta học tập chúng ta hiểu biết rồi đó, thấy không, chúng ta sẽ điều phục, điều phục chúng ta có cái sự khảm nhẫn tri túc, chúng ta điều phục cái dục này là cái gì, là cái tham muốn hay là ước muốn. Khi mà chúng ta điều phục được cái tham muốn của mình đấy, thấy không, thì cứ mỗi lần mà mình dẹp bỏ được một cái ước muốn thì sao, mình an ổn được một một chút. Bây giờ cái điều kiện nó như vậy mà bây giờ mình ngồi đó mình ước muốn, bây giờ mình có được một chén cơm, có được chén cơm thay vì có tí xíu muối nước tương gì đó, mình bằng lòng với cái đó, đó. Thì mình đâu có khổ, nhưng mà mình ước muốn trời ơi, cơm gì muốn đắt rồi ăn không có gì ăn hết, rồi có miếng miếng muối miếng nước tương vậy mà ăn cái gì đó. Đó. Thành ra đó bắt đầu mình ngồi mình chán nản buồn, tại cái mình không bằng lòng với cái thực tại. Mình ước muốn thì nó sẽ đem đến cái khổ, cái phiền não. Thành ra đó cái tham, và cái sân, khi mà mình ước muốn mà không có
diễn ra đúng giống như cái ước muốn mình, thì bực bội, mình khó chịu, mình buồn rầu uất ức. Cho nên là khi chúng ta mà điều phục được, chúng ta điều phục được cái tham muốn của mình bằng cái gì? Bằng cái sự nhẫn nại, bằng cái sự tri túc. Chúng ta chấp nhận cái điều kiện, cái hoàn cảnh của mình có. Thì như vậy đó, thì sao? Chúng ta được thoát cái gì? Thoát những cái phiền não, chứ không vậy sao? Đó, thành ra đó, chúng ta phải vượt qua chính mình. Ở đây là gì? Vượt qua tất cả những cái ước muốn mà chúng ta, mỗi lần chúng ta vượt qua được cái ước muốn chúng ta sẽ không có uất ức, bực bội, khổ đau. Thì cho đến lúc nào mà chúng ta đoạn trừ được những cái tham muốn thì tất cả cái sợi dây trói buộc, những cái triền phược này thì sẽ được đoạn tận. Đó là ý nghĩa của cái phần chính văn. Quý vị thấy rằng trong đời chúng ta ít có quay lại nhìn chính mình lắm, mà mình nhìn ra bên ngoài, mình chạy theo mà trời ơi, nhà mình sao mà tệ quá, nhà ta sao đẹp quá, nhà mình gì đâu mà cũ xì, sơn đồ này kia nọ gì nó tróc hết nha. Bây giờ mình phải ráng làm cho cái nhà mình đẹp, mới Tết đến rồi, bây giờ mà mình không sơn phết, không làm cho nó đẹp thì thua người ta. Rồi Tết người ta mua bông, mua hoa, rồi chân, rồi bây giờ mình không có chân bài trang trí, rồi trang hoàng, rồi cho nó đẹp thì để người ta đi lại, người ta chê. Thành ra đó, phải ước muốn có tiền để mua sơn phết đồ cái nhà lại cho nó mới, có tiền để mà mua bông, mua hoa, đồ trang hoàng trưng bày rồi cho nó đẹp đẽ rồi sao? Trời ơi, Tết mà bận đồ nó toàn ba cái đồ cũ không à, bây giờ phải ráng may bộ đồ mới. Mai bộ đồ mới mà giờ mà đi đôi dép xẹp mấy năm nay coi sao phải, rồi ráng mua thêm đôi dép mới. Cứ như vậy thành ra đó, cái ước muốn là quý vị thấy nó là những cái sợi tơ mong manh, từng chút một vậy đó. Nhưng mà sao những cái sợi tơ mong manh nè, rồi bắt đầu nó quyện với nhau, nó đan kết lại thành cái sợi dây thân. Quý vị thấy mà đi qua những cái cầu bây giờ người ta làm bằng cái cầu cái bằng kêu bằng cầu dây văng á, có những cái đoạn cái cầu nó quá xa đi, ta làm bằng cái phương pháp mà đúc bê tông ta làm không được, cho nên ta phải làm những cái sợi dây dăng, rồi ta treo những cái nhịp á trên cái sợi dây cáp đó. Bởi vì thấy rằng á, cái sợi dây cáp mà nó to, nếu mà những cái cầu lớn, cái sợi dây cáp nó to khoảng hơn cái bắp dế. Có những cái cầu mà nó cái sợi dây cáp nó to, nó lớn bằng cái
bằng cả cái thùng phi nhỏ mà bằng cỡ khoảng chừng một 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 vòng tay người ôm đó. Đó thì sao, đâu phải cái sợi dây này nó người ta đúc nguyên như vậy đâu, nó từng những cái sợi dây cát, những cái sợi dây nhỏ 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 nó bền với nhau, cả hàng ngàn hàng vạn cái sợi dây nhỏ này, nó đang kết lại. Mà cái sợi dây này nó có thể nó đủ cái sức nặng để mà nó gánh được cái trọng lực của các cái dòng các cái nhịp cầu, rồi á nó gánh được tất cả những cái trọng lượng của các cái xe cộ qua lại ở trên cái cầu đó nữa. Quý vị thấy nó khủng khiếp không? Thì chúng ta từ hồi thời vô thủy tới giờ đó cũng vậy, những cái ước muốn từng chút từng chút từng chút, từ đời này qua đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác, nó đang kết chồng chất chồng chất chồng chất, giống như cái sợi cáp mà treo những cái cầu dây dăng đó. Đó cho nên á là nó những cái ước muốn, những cái tham muốn này nè, nó tiềm miên, nó ngủ ngầm ẩn tàng ở trong 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 cái tâm của chúng ta nè. Tại sao khi mà nó ngâm tẩm nhuộm ướt từ nhiều nhiều đời nhiều kiếp gì đó, thì giờ nó trở thành người, gọi là cái tập, cái tiền thiên tập. Thường thường ta nói sao, bệnh á thì dễ trị chứ mà tật là khó khó trị lắm. Rồi sao, cái sân á thì nó như lửa, nó hừng hực. Cái những cái tội của sân á thì nó rất là nặng nhưng mà dễ trừng. Còn cái tham á, tại sao nó như là nước vậy, nó loang ngầm 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 ha. Quý vị thấy á, nước nó nổi trội lên ở trên mặt á thì ta dễ thấy, nhưng mà những cái dòng nước ngầm á nó ẩn tàng, nó len lỏi, nó rỉ chảy thì khó thấy. Thì cái tham á nó cũng vậy, nó ẩn tàng, nó len lỏi, nó đi qua từng cái kẽ hở, nhưng mà khó khó trừ, khó thấy, cho đến khi mà chứng đắc quả vị A-la-hán thì mới tận diệt được được những cái tham muốn này. Cho nên á là chúng ta học để chúng ta thấy, để mà chúng ta trừ nó lần lần. Trong có một bài hát ấy, là nói sao, ước mơ nhiều, ước mơ thì rất nhiều nhưng mà đạt được cái ước mơ không có bao nhiêu. Ai cũng ước muốn đó. Ước muốn cho mình, ước muốn cho người thân trong gia đình mình, ước muốn cho những người trong dòng tộc mình, ước muốn cho đất nước mình, cho làng mạc mình, ố đủ thứ gì nha. Nhưng mà sao, có những cái ước muốn mình muốn nhưng mà đâu có diễn ra đúng như cái ý mình muốn đâu, không. Bây giờ mình ước muốn mình mạnh khỏe, như vậy sao, rồi bị tác động của thời tiết, của vật thực, rồi định luật nghiệp báo, rồi vân vân, cái bệnh nó cứ 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 đến hoài. Mà bây giờ do cái duyên nghiệp mà bệnh tật nó xảy ra,
Mà bây giờ mình cứ ngồi đó mình ước muốn cho mau hết bệnh nha, thì sao? Thì ngồi đó mình ước muốn hoài không được thì khổ. Bây giờ mình ước muốn có được việc làm, có được tiền bạc đồ cho nó nhiều, nhưng mà sao có nhiều khi bị tác động bởi ngoại cảnh, những cái điều kiện bên ngoài, bây giờ không thể nào mà làm ăn được, không có tiền, thì sao? Thì mình ngồi đó mình không có đạt được cái ước muốn, mình buồn rầu bực bội uất ức khóc than. Rồi mình ở cái trú xứ này, trời ơi, cái trú xứ gì đâu mà nó điều kiện không tốt, nóng quá, lạnh quá, bị nước ngập, thế này thế khác đủ thứ gì, thì sao mình ước muốn mình đi tìm kiếm một cái trú xứ khác, cái điều kiện nó tốt đẹp hơn, tiện nghi tốt hơn, đầy đủ điều kiện, có điện, có nước, có internet, có cái đủ thứ hết. Nhưng mà mình chạy đến cái địa phương đó, cái trú xứ đó, cái quốc độ đó, mình cho là ở đó là tốt đẹp, tại vì cái tâm mình đó, nó so sánh, nó không chấp nhận với cái hiện tại, nó ước muốn ở đằng kia kìa, ở đằng đẳng đó, nó tốt hơn đằng này. Cho nên mình cứ đứng núi này trông núi nọ, mà sao cứ chạy lanh quanh ở trong cái thế gian này. Thì thật ra ở trong cái thế gian này không có chỗ nào là cái chỗ mà hoàn toàn tốt đẹp hết. Không có, ở cái cõi nhân loại này không có một cái quốc đạo, quốc độ nào mà nói là thiên đường. Luôn luôn có những cái điều kiện tốt đẹp, thì phía sau đó cũng có những cái điều nó không có an ổn, không tốt đẹp. Không có bao giờ mà có đâu là tiên cảnh bồng lai. Đó, cho nên là chúng ta biết, chúng ta bằng lòng với cái điều kiện mình có, chúng ta biết chấp nhận, chúng ta đừng có mong mà sửa đổi cái hoàn cảnh bên ngoài, mà mình hãy sửa đổi cái tâm của mình, mình điều phục cái tham muốn ở trong nội tâm mình, mình vượt qua chính nó. Thành ra trong Pháp Cú Kinh Đức Phật mới dạy đó, thắng vạn quân thù là thường sự. Cái chuyện mà thắng ở bên ngoài 1.000, 1.000 lần là chuyện bình thường, nhưng mà mình thắng được những cái ước muốn, những cái tham muốn ở trong tâm mình, mình từ bỏ, giảm thiểu một cái ước muốn, thì mình sẽ bớt khổ một cái. Mình giảm thiểu, mình vượt qua được 10 cái ước muốn, thì mình sẽ bớt được 10 cái khổ não. Chỉ vậy thôi. Thành ra cái sự tu tập của mình, cái sự học thực hành là để gì? Để điều phục cái ước muốn. Có những người người ta ước muốn nhưng mà thành tựu, vì sao? Cái phước người ta đến cái lúc đó nó có điều kiện để nó phát sanh. Còn mình ước muốn nhưng mà sao
cái chướng nghiệp nó cản trở. À, thành ra cái ước muốn mình không có thành tựu được. À, mình cầu mong có được cái vật này vật khác, cái điều kiện như thế này thế khác, nhưng mà trong quá khứ có nhiều khi mình khởi tâm lên mình làm nhưng mà mình không làm. À, mình cũng chuẩn bị là đi bố thí rồi gì đó, nhưng mà cái bắt đầu mình nghe người ta nói hay gì đó, à, cái bị tác động, bị tác động cái tâm lý ở bên ngoài, à, thôi không làm. À, mình muốn giúp đỡ người này người khác, rồi cái bắt đầu mình nghe người này người kia nó bàn bạc ta nói thế này thế khác, cái mình thôi mình không giúp. À, thành ra đó, chính cái những cái duyên nghiệp này nó là cái sự cản trở. À, cho nên đó, có nhiều khi mình thấy cái lợi lộc đó nó sắp sửa đến với mình rồi đó, nhưng mà tự nhiên cái nó tan biến. À, giống như mà cái người mà họ đang mong cầu trời mưa, phải không? Bắt đầu mây nó chuyển đen hết, sấm chớp đùng đùng đùng, mình nói thôi à, chắc chắn là mưa đó, chuẩn bị xúc lưu, chuẩn bị máng xấu rồi kia nọ để hứng nước mưa. Rồi sao? Gió mạnh tới, à, những cơn gió mạnh tới, mây nó tan hết rồi, không có mưa. Thì thôi, bây giờ không có nước mưa thì mình xách nước sông lên, mình lóng phèn thì mình cũng có nước uống. Chứ bây giờ á, mình chuẩn bị mình hứng nước mưa, bây giờ không có mưa rồi, còn mình đó đứng đó mình than trời trách đất làm cái gì, cũng không được gì hết. À, thành ra đó, chúng ta phải biết như vậy. À, có những cái ước muốn mà nó thành tựu là gì? Do nhân, do duyên. À, đến lúc quả nó trổ, à, thì cái điều đó tốt đẹp. À, mình đừng có tự mãn, cống cao, ngã mạn rồi đó. Trời ơi, tôi muốn là được, à, tôi muốn là được. À, nhưng mà rồi đến một lúc nào đó mà mình muốn, như là cái phước mình nó kém quá, cái điều kiện mình không tới, à, phải không? Cái bắt đầu mình hả, mình cái tâm mình mà mình đạt được á, mình quên ngã mạn bao nhiêu, thì tới chừng mà mình không có đạt được cái điều ước muốn thì mình đau khổ bấy nhiêu. À, rồi mình đạt được cái điều ước muốn rồi đó, mình ráng mình bán mình giữ nó, à, mình sợ mất, à, đó. Rồi bây giờ sao? Bây giờ cứ mà không mất là chắc mình chịu không nổi. Trời ơi, hồi đó giờ tôi ở cái phòng có máy lạnh quen rồi, bây giờ mà lỡ mà cúp điện hay mà cái máy lạnh mà nó bị hư một cái à, chắc tôi chịu không nổi rồi, chắc chết quá chứ sống không nổi. Sống mà ở cái phòng gì mà nó nóng quá trời quá đất, à, không có máy lạnh là chắc chết chứ không sống nổi đâu. À, thành ra chúng ta phụ thuộc, lệ thuộc vào cái tiện nghi bên ngoài. Mà chúng ta càng ước muốn nhiều chừng nào á, thì sao? Thì đau khổ nhiều chừng đấy. À, cho nên á, là cái điều quan trọng là Đức Phật dạy là gì? À, mình phải điều phục được những cái tham muốn. À, khi mà chúng ta vượt qua được những cái ước muốn đó, à, là sao? Chúng ta đoạn trừ được. Thì vì những cái ước muốn nó giống như từng cái sợi tơ, những cái sợi dây nhỏ nó đang kết lại.
Mà mỗi lần mình cắt đứt được, mình cắt đứt được một cái sợi tơ nhỏ thôi à, nhưng mà nhờ mình cắt đứt nhiều cái sợi tơ nhỏ này thì lần hồi cái sợi dây cáp mà thiệt là to, cái sợi dây thần nó mới đứt được nha. Còn mà mình nói ôi trời ơi, cái ước mơ của mình nhỏ nhoi quá mà. Cần gì đâu, đâu cần gì phải bỏ. Trời ơi, tôi chỉ ước có được một chén cơm nắm với miếng xì dầu, chứ tôi đâu có ước mà cao sang gì đâu. Thấy không? Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng cái ước muốn là ước muốn, tham là tham. À, mình dính mắt, mình chấp thủ, mình muốn cái này, muốn cái khác à, là khổ đau à, đừng nói gì hết. Bây giờ khát nước quá, ở trong lu là nước ở dưới sông lóng phèn, bây giờ mình chịu nước, trời ơi uống nước này vô mà không được à, phải có ly đá chanh, ly cà phê đá uống mới được chứ, cái nước này mà uống cái gì à, nước mưa hứt trong lu mà nó không có được vệ sinh, nó không có được sạch sẽ mà uống vậy là không được à, phải có nước khoáng, nước lọc uống mà bảo đảm. Nhưng mà bây giờ kiếm nước khoáng, nước lọc không có thì thôi, bây giờ mình giải quyết cái khác trước mắt đi à, nước nước sông lóng phèn nó cũng sạch rồi, nước mưa mình hứng mình cũng lấy giải rồi mình lược nó cũng sạch rồi à, mình không chịu uống, mình ngồi đó mình bực bội thì sao, mình sẽ bị chết khát à. Cho nên á, chúng ta biết vậy à, bây giờ trong cái điều kiện hoàn cảnh này thì nó là như vậy. Bây giờ mình có ước muốn cũng không được, thấy không? Bây giờ có quạt máy á, có máy lạnh á, nhưng mà giờ sao, ở nhà máy nó bị cúp, nó cúp điện nè, cái đường truyền dây điện nó bị ảnh hưởng gì đó à, cái dây nó bị đứt à, mà bây giờ á mình không chấp nhận cái điều kiện ngày giây phút này, mình ngồi đó mình rực rãi, mình uất ức, mình la lối mình ấy thì càng khổ đau nhiều thêm chứ không lợi ích gì hết à. Rồi những cái phiền não này đó, nó làm cho cái tâm mình nó khổ đau à, chứ cái nóng ở bên ngoài nó không có làm cho mình đau khổ bao nhiêu hết á. Nhưng mà tại vì cái tâm mình không có chấp nhận, mình không chịu à, mình đòi hỏi phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ thì nó khổ à. Đó. Cho nên á, à, chúng ta biết chính những cái ước muốn mong cầu nha, đó là gì, là tham. Rồi khi mà ước muốn mong cầu không đạt được thì bực bội à, uất ức là sân à, mà tham sân thì sao, do si mê vô minh à, đó, tại vì mình không có hiểu cái sự vận hành của pháp, các pháp là vô ngã, mình không có điều khiển được nó à, không đó. Quý vị thấy rằng có những cái việc mà bây giờ nó diễn ra đó, ngoài cái sức tưởng tượng của con người. Hồi đó giờ đâu có bao giờ mà ở trên sa mạc mà có tuyết à, nhưng mà bây giờ ở trên sa mạc Sahara mà có
những ngày mà bằng đêm tuyết nó đổ, thấy không? Ở những cái trú xứ hồi đó giờ nó nóng muốn chết, bây giờ nó trở thành giống như là cái vùng mà Bắc Cực, nó lạnh như đến vậy đó. À, bão tuyết rồi kia nọ, thấy không? Đó, thành ra mình thấy rằng tất cả cái sự vận hành của pháp ở trên thế gian này á, mình không can thiệp được nó. Mặc dù là khoa học kỹ thuật đồ tiến bộ đến đâu, nhưng mà không thể nào mà can thiệp được. Ha? À, dùng khô hạn, người ta có thể người ta làm mưa nhân tạo. Ha? Rồi những vùng mà trồng nho đó, mà đến khi mà sắp thu hoạch mà nếu mà mưa xuống là nho nó hư. À, thì họ có những cái phương cách để mà họ làm cho không mưa. À, nhưng mà đó, nó chỉ một cái phần nhỏ nào đó thôi. Và không phải là 10 lần họ xử lý nó thành công hết 10 lần. À, 10 lần họ làm nó chỉ thành công được vài ba lần thôi. À, cho nên á, là trước thiên nhiên, trước sự vận hành của pháp á, mình không thể nào mình điều khiển được. À, cho nên á, là mình phải biết tất cả ở thế gian này luôn luôn là nó bị chi phối bởi gì? Vô thường. Tất cả nó luôn luôn nó thay đổi. Mà chính vì á, mình cứ muốn thế này, muốn thế khác, muốn nó phải diễn ra theo cái ý muốn của mình, cho nên là nó khổ. Rồi tất cả các pháp là mình cũng điều khiển gì được hết. Ngay chính trong nội thân mình, ngay chính trong cái tâm của mình, mình còn không điều khiển được thì làm sao mà mình muốn các yếu tố, các cái điều kiện bên ngoài nó giống như mình được, giống như mình muốn được. Ha. Cho nên khi mà chúng ta biết điều phục được tất cả những cái mong cầu, những cái ước muốn, những cái tham muốn, thì chúng ta thoát được những cái buồn rầu khổ đau. Mà khi mà những cái buồn rầu khổ đau đó vượt qua được thì sao? Thì những cái triền phược, những cái sợi dây trói buộc đó, càng ngày nó càng mỏng đi. Mỗi lần mà mình vượt qua được những cái ước muốn, mình cắt đứt được một cái dài sợi dây nhỏ, mà cứ mỗi lần mình cắt đứt, mỗi lần cắt đứt một chút, thì lần hồi cái sợi dây, cái truyền phược mà nó cột trói mình vào cái dòng sinh tử luân hồi này đó, thì nó mình mới vượt qua được. Còn giờ mình cứ khư, ôi cái chuyện này nhỏ xíu, chuyện nhỏ như con thỏ, cần gì phải khắc phục, phải vượt qua. Đó, thành ra đó, mình cứ bị trói buộc, mình cứ bị trói buộc, mỗi ngày nó trói mình chút, mỗi ngày nó trói mình chút, mỗi lần mình bệnh thêm vô á, cái sợi tơ mỏng như cái sợi chỉ vậy. Cứ mình chạy theo, mình phục vụ, mình nuôi dưỡng những cái tham muốn, cái ước muốn của mình á, chúng như mà mình bệnh thêm những cái sợi tơ, những cái sợi chỉ vô cái triền phược, cái sợi dây thân, thì khi mình bệnh vô càng nhiều á, thì cái sợi dây nó càng ngày càng to lớn, nó càng cột trói mình chặt hơn. Còn mỗi lần mình vượt qua, mình diệt trừ, đoạn trừ những cái tham muốn, thì
mình cắt bớt, mỗi ngày mình cắt bớt một sợi chỉ, một sợi tơ trong cái sợi dây thần thôi. Như mà lần hồi á, thì cái sợi dây đó nó mới đứt. Đó thì khi mà các cái vị thánh nhân trong trưởng lão kệ, trưởng lão ni kệ, các ngài dí giống như là cái con voi mà nó bứt được cái sợi dây xích vậy. Mỗi ngày mình phải luyện tập mạnh thêm một chút, mỗi ngày phải luyện tập mạnh thêm một chút. Khi mà mỗi ngày mình luyện tập mạnh thêm một chút, mình giật mỗi ngày một chút, lần hồi thì cái sợi dây xích to lớn nó cột trói, lần hồi nó mới đứt ra được. Chứ không ai có một lần mà mình dùng dãy mà cái sợi dây xích nó có thể đứt được. Đó. Cho nên đó, mình phải biết mỗi ngày chúng ta học tập rồi chúng ta thực hành, chúng ta vượt qua những cái tham muốn một chút, rồi vượt qua những cái chê khen, vượt qua được cái hơn thua, vượt qua được cái những cái mà được mất, lần hồi thì chúng ta mới đạt đến những cái sự an ổn tốt đẹp. Thành ra đó, Đức Phật mới nói là cái khổ đau á, nó sanh khởi chỗ nào thì mình phải trừ ở chỗ đó. Cái tham muốn là gì? Chính từ trong nội tâm chúng ta. Mà cái đau khổ này thì nó từ trong nội tâm chúng ta. Cho nên là chúng ta phải gì? Bệnh ở chỗ nào mới trị ở chỗ đó. Cái ước muốn này ở trong nội tâm chúng ta, chứ không phải là do cái ngoại cảnh bên ngoài. Chúng ta hiểu biết như vậy, nhận thức để chúng ta sửa đổi ngay trong nội tâm chúng ta. Bằng cách là gì? Mình chấp nhận điều kiện hoàn cảnh, chấp nhận những cái quy luật vận hành của pháp, mình sống tri túc, hiểu biết cái phước của mình cỡ nào. Mình đừng có mong cầu nhiều quá. Đó, thì mình sẽ bớt giảm thiểu được những cái khổ đau. Còn mà chúng ta cứ đuổi bám theo trần cảnh bên ngoài, ước muốn thật nhiều, ước muốn cho bản thân, ước muốn cho người khác, ước muốn cho bản thân bằng quyến thuộc, càng nhiều cái ước muốn chuyện nào á thì càng khổ đau nhiều chuyện đấy. Thành ra quý vị thấy không? Ở trong cái câu chuyện mà Tây Thiên á, cái ông tác giả Ngô Thừa Ân, ổng lấy cái hình tượng, cái ví dụ cũng rất hay. Ảnh không biết cái phước của mình, ảnh mong muốn điều này, đạt điều này, đạt điều kia cho thật nhiều. Cuối cùng sao? Bị đè ở dưới cái núi Ngũ Hành Sơn. Thì cái Ngũ Hành Sơn đó là những cái ngũ trận ở bên ngoài. Còn anh Tài Thiên là những cái ước muốn của mình á. Mình mà càng ước muốn nhiều chừng nào á thì sao? Bị đè ở dưới cái sự khổ đau nhiều chừng này. Mà khi mà mình đoạn trừ được thì giống như là Tề Thiên mà được thoát khỏi bị cái đè nặng ở dưới cái nằm ngọn núi vậy đó. Nó đơn giản thôi, nhưng mà nó cho chúng ta thấy được cái sự vận hành của pháp. Rồi mình phải có trí tuệ, mình nhận thức, mình hiểu biết để mà chúng ta cố gắng điều phục
và đoạn trừ tất cả những cái triền phược, thì lần hồi chúng ta mới được giải thoát. Cho nên là cái chúng ta phải giải thoát ngay từ trong những cái ước muốn của mình, để mà chúng ta sẽ được an lạc, an vui trong hiện tại, chúng ta vượt qua được những cái tham muốn, cái dính mắc, cái chấp thủ ngay trong giây phút hiện tại, thì chúng ta sẽ được an lạc. Còn nếu mà chúng ta càng ước muốn nhiều, chúng ta theo đuổi những cái điều kiện bên ngoài, những cái trần cảnh bên ngoài, rồi chúng ta càng nhiều những cái ước muốn thì chúng ta càng nhiều cái khổ đau. Thì qua cái bài thứ 9 này thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều về cái lời dạy của Đức Phật. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức Pháp Thể Ca Nga kính chúc tất cả quý tu nữ cũng như quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, và chúng ta cố gắng điều phục vượt thoát những cái ước muốn ngay trong hiện tại này, để chúng ta được an ổn và hướng đến chặt đứt, đoạn tận những cái tham muốn, để chúng ta đạt đến lợi ích cao thượng trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng nhau thảo luận về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Bây giờ xin mời đạo tràng Nam Mô Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai, con xin thay mặt đại chúng trong trung thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn chị Mách Ta, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thượng tọa Pháp Thanh nghỉ ngơi trong giây lát và dùng tách nước trở lại đạo tràng ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Hôm nay chị Metta mở hàng đi chị Metta. Chị Metta ngồi nghe nhà sư nói về ước muốn. Theo như chị bây giờ chị ước muốn cái gì để mình giải tỏa được cái ước muốn mình không? Hôm nay chị Metta mở hàng đi. Dạ, lâu lắm rồi Nhật Quỳnh không có mời chị lên mở hàng. Hôm nay chị lên chị mở hàng trước đây. Bây giờ chị ước muốn gì? Dạ, mời chị nghe, xa thu chị. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn cô Kim Nhung đã cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ, cảm ơn cô Thiện Vũ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Pháp Thanh cùng chư Tôn Đức. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, theo con thì con học bài học hôm nay là cái bài số 9 của Phẩm Thắng về ước muốn của Kinh Tương Ưng. Thì con liên hệ tới những cái câu pháp cú mà đã học rồi. Con nhớ lại là cả 5 câu về tham ái. Thì con nhớ rất là rõ là tham ái sanh sầu u, tham ái sanh sợ hãi. Ai thoát khỏi tham ái không sầu đâu sợ hãi. Và con nhớ rất rõ là 5 câu như vậy. Thì con liên hệ tới bài hôm nay thì con cũng thấy tham ái
tức là những cái ước muốn của mình, muốn đủ thứ. Chúng con là phàm phu, không thể nào không ước muốn được hết. Con nghĩ chắc ai cũng vậy. Muốn là từ lúc nhỏ cho đến lúc mà thanh niên, rồi trung niên, rồi bây giờ là tới lão niên. Con thì đã tới lão niên rồi. Muốn đủ thứ. Thời còn trẻ thì muốn học giỏi. Lớn lên muốn có nghề nghiệp, muốn lập gia đình thì muốn có được người chồng, người vợ tốt, rồi có được con cái ngoan, rồi có được hạnh phúc, rồi có tài sản. Dạ, nói chung là đủ thứ. Thì con thấy liên hệ tới những câu đã học rồi, cũng như bài học hôm nay thì sư đã giảng cho chúng con thấy, thì càng ước muốn, nếu được thỏa mãn thì là hạnh phúc, an vui. Còn nếu không được thì sẽ đau khổ, sẽ buồn, trói buộc cái thân ngũ quẩn này. Thì con thấy là càng ước muốn, mà nếu được thì hạnh phúc, nếu không được, không được tội nguyện thì đau khổ. Thì bây giờ như bài giảng sư cũng đã nói, biết là như vậy, nhưng mà không muốn thì chắc cũng không được. Bởi vì cuộc sống ngoài xã hội này, còn sống trong cái xã hội này thì cũng phải muốn. Nhưng mà bây giờ mình phải làm sao để cho mình bớt được đau khổ? Thì theo con nghĩ, cũng như sư đã nói, là chúng ta phải điều phục cái tham muốn của mình. Bằng cách nào? Bằng cách là mình phải nghĩ đến hoàn cảnh của mình, những gì mình đang có, thì mình vui với những cái đó. Hoặc là mình có muốn có hơn cái đó, hơn cái mình đang có, thì mình phải liên hệ tới hoàn cảnh của mình. Coi mình muốn những cái khác, những cái tốt hơn, nhưng mà hoàn cảnh của mình có thực hiện được không? Mình liên hệ, nếu mà bản thân mình thấy là mình có thể thực hiện được thì mình mới dám thực hiện. Còn nếu mình thấy nó dung tay quá tráng, mình không thể thực hiện được, thì thôi, mình nên bớt nó đi. Mình chờ cái dịp khác, mình chờ cái điều kiện khác. Chứ mình xét thấy rằng hoàn cảnh mình không thể thực hiện được mà mình vẫn làm, thì chắc có lẽ là phiền não nó sẽ đến nhiều hơn. Con nghĩ là như vậy. Rồi bây giờ mình phải, nói chung là phải tri túc. Mình nhìn lại coi những cái gì mình có đó đã đủ chưa, hay là mình muốn thêm nữa. Mà mình muốn thêm nữa thì mình có thể thực hiện được hay không? Nếu không thì thôi, mình giảm bớt những cái điều mình muốn đó đi. Và con nghĩ nó là như vậy thì sẽ bớt được phiền não. Và con cũng còn nhớ là qua những lần giảng trước thì quý sư cũng có nói là cái tham ái của mình. Nếu bây giờ mình muốn, con nói chung lại là bây giờ
Muốn mà không được là đau khổ. Mình thích mà mình thích mà mình bị xa. Mình thích cái người nào đó mà mình xa cái người đó thì mình cũng khổ. Rồi mình không thích mà mình phải gần thì mình cũng khổ. Nói chung là tám ngọn gió đời, được danh mất danh, được lợi mất lợi, được khen bị chê, hạnh phúc đau khổ, thì nó quay tám ngọn gió đời này, nó quay chúng sanh, nó quay chúng con. Là nếu mà chúng con không có biết chấp nhận cái hoàn cảnh, không biết tri túc, thì chúng con sẽ khó có được sự an vui. Và con nói tóm lại là muốn bớt được cái đau khổ, bớt được cái phiền não, thì phải chấp nhận cái hoàn cảnh của mình, rồi mình phải biết tri túc và giảm thiểu được những cái ước muốn, những cái tham ái, thì sẽ bớt được khổ đau, sẽ bớt phiền não và sẽ có được sự an vui. Và phải biết giải thoát từng những cái khó khăn, những cái phiền não ngay trong hiện tại thì mới có được sự an lạc. Và con chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và con kính nhường mic lại cho quý vị khác ạ. Dạ, con kính cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, sa thu, kính cảm ơn chị Meta. Dạ, Nhục Quỳnh mới vừa quay ra, kính lợi cho nghe đến thinh rồi. Không biết chị rớt mít hay là cái nét của Nhục Quỳnh rớt không biết nữa. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu, mới nghe chị nói. Nhục Quỳnh quay ra, quay vô là chị rớt ra rồi. Vậy là chị đã chia sẻ xong rồi hả chị? Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Dạ, quý vị trong đạo tràng, Kim Nhung ơi, Kim Nhung có thắc mắc gì trong cái bài của sư giảng không Kim Nhung? Nếu Kim Nhung có thắc mắc gì, kính mời bàn tay Kim Nhung nha. Dạ, mời Kim Nhung lên đặt câu hỏi trong cái bài học của sư, coi có chỗ nào chưa có hiểu rõ thì mời Kim Nhung. Dạ, mời Kim Nhung ạ. Dạ, alo ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, thưa sư, cái bài học về ước muốn này thì con cũng nghe sư và con cũng thấy được bằng cái trí của người phàm phu là mình cũng hiểu được là do dục thì trói buộc đời, mình ước muốn càng nhiều thì đau khổ càng nhiều, và khi mình trừ được dục, trừ được ước muốn thì mình giải thoát mọi triền phược. Rồi nhưng mà rồi con cũng lại được nghe là các pháp thì lấy dục làm căn bản,
lấy xúc làm tập khởi và lấy tác ý làm sanh khởi. Thì như vậy ở đây là các pháp, tức là nói chung tất cả các pháp đều lấy dục làm căn bản. Mà ở trong cái bài này thì mình lại trừ dục, thì con cũng chưa hiểu rõ ở chỗ này, con kính thỉnh sư giải thích thêm để con được hiểu hơn. Dạ con kính thỉnh sư ạ. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. À thì chúng ta phải phân biệt, cũng có những cái loại dục mà trước khi đạt đến cái sự giải thoát chúng ta cũng cần phải có cái sự hỗ trợ. À ví dụ như cái ái dục á, thì mình cần phải diệt trừ những cái mong muốn, tham muốn, thụ hưởng chạy theo trần cảnh bên ngoài. Thì mình cần phải giảm thiểu để đi đến đoạn trừ. Nhưng mà cái pháp dục á, tức là những cái mong muốn để mà thực hành các cái thiện sự, các cái thiện pháp, mong muốn tu tập, mong muốn nghe kinh, học kinh, học pháp, thì những cái mong muốn này đó nó là tốt. Rồi có những cái dục mà nó bình thường, ví dụ như bây giờ á, nãy giờ mình ngồi lâu quá mình muốn thay đổi cái quay nghi, thì cái chuyện mà thay đổi quay nghi á, nó bình thường đó. Bây giờ á mình cảm thấy trong người nó khó chịu, cần phải giải quyết, phải đi tiểu tiện, đại tiện gì đó, thì cái chuyện đó là bình thường. Bây giờ cái trong người mình nó khát nước, cần phải uống nước, thì mình phải giải quyết cái vấn đề đó, là cái chuyện bình thường, đó là cái tác dục. Thì cái tác dục này đó, nó không có thiện, không bất thiện. Nó chỉ là những cái nhu cầu, những cái hành động nó diễn ra một cách bình thường thôi. Bây giờ cái chuyện mà cái nhu cầu của cơ thể nó khát nước thì phải uống nước là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ mình như nãy chị nói, bây giờ có nước ở trong lu đó, nhưng mà mình không chấp nhận, ôi trời ơi, nước mưa mà uống gì, nước trong lu, nước dưới sông sắp lên đóng lóng phèn uống gì không được, phải uống Coca-Cola, phải uống Pepsi, uống cà phê đá, cà phê sữa rồi kìa. Thành ra đó mình diệt trừ cái tham muốn, còn cái nhu cầu của cơ thể nó cần uống, và cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà cái muốn của mình á, cái thấy nước phải thấy này, thấy kia, thấy nọ đó, là cái đó mình cần phải diệt trừ. Rồi cái pháp cũng vậy, thấy không? Cái pháp dục nó là tốt, nhưng mà đó mình phải biết, bây giờ mình lớn tuổi rồi, cái điều kiện của mình bây giờ là trí tuệ giờ nó cũng kém cỏi, nó lu mờ, mình học vừa phải, rồi mình hành cũng vừa phải thôi. Bây giờ là lớn tuổi rồi, nó đau, nó nhức, nó tê, nó mỏi, rồi nào là bệnh khớp này kia nọ, bệnh tim, bệnh nồi kia nọ, đúng thứ hết, thấy không?
mà bây giờ mình muốn là phải phải học như thế này như thế kia, rồi mình phải ngồi thiền như thế này thế khác, à mà mình muốn đồng ý cái pháp dục là nó tốt, nhưng mà mình cũng phải biết cái sức khỏe mình cỡ nào, cái trí tuệ mình cỡ nào, thì mình thực hành như thế nào để nó đem đến sự an lạc, chứ không phải không có. Hồi trước là tôi ngồi tới 2 tiếng mà nha, bây giờ tôi phải ráng ngồi 2 tiếng, chứ mà tôi ngồi 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi là tôi không chịu. Đồng ý là cái hành thiền là nó tốt, sự thực hành pháp là nó tốt, nhưng mà đó mình ước muốn mình chấp thủ, giờ tôi phải ngồi 2 tiếng mới được, chứ ngồi mà nửa tiếng 1 tiếng là không được. Hồi đó tôi học bài kinh này đó, những cái bài kinh mà dài kìa, tôi học có 1 ngày là thuộc rồi, còn bây giờ có đoạn ngắn ngủn tôi học mấy ngày vậy là không được, thì nó sẽ đem đến cái khổ đau. Còn giờ mình biết, hồi xưa cái thời mà 30 mấy tuổi cái trí tuệ còn sáng suốt, cái bài kinh dài cả chục trang mình học mấy ngày là nó xong. Còn bây giờ cái trí tuệ càng ngày nó càng xuống thế tuổi càng cao thì cái trí tuệ nó càng chậm lục trở lại. Có những điều mà mình hồi đó mình học nhuần nhuyễn mà bây giờ nó còn muốn quên mình, nó lẫn tới lộn lui, đủ thứ chuyện hết. Thành ra bây giờ thôi, học được chữ nào hay chữ nấy, học được đoạn nào hay đoạn nấy, học thêm được cái pháp nào thì hay pháp nấy, chứ mình đừng có đeo đuổi như ngày xưa. Cho nên á là có những cái dục mà chúng ta cần phải trừ tuyệt, phải đoạn trừ. Có những cái dục mà chúng ta phải dung bồi, nhưng mà chúng ta phải biết tùy theo điều kiện hoàn cảnh, sức khỏe, trí tuệ, tùy theo cái phước của mình, để mà chúng ta thực hành để đem đến cái sự tốt đẹp. Rồi mình ước muốn trong cái hiện tại này, mà mình còn ước muốn cho cái tương lai nữa. Thành ra thôi, bây giờ chúng ta sống trong hiện tại đi, đừng có ước muốn đời sau gì hết. Ráng sống với trí tuệ, hiểu biết, thực hành giáo pháp trong cái hiện tại này. Còn những cái mà ước muốn xa vời gì gì đó thì mình nên để qua từ từ. Những cái bây giờ mình gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp ngay trong đời sống hiện tại này cái đã. Giống như cái anh nông dân cái mùa trước á, ảnh trồng những cái giống lúa, cái cơm nó cứng nó khô. Bây giờ mình thấy người ta ăn cái cơm nó dẻo nó thơm, và bây giờ mình muốn ngày mai ngày mốt có cái gạo dẻo gạo thơm ăn, thì giờ mình ăn cái gạo thô gạo cứng này cái đi, để có cái sự sống. Rồi mình mới đi tìm những cái giống dẻo thơm về để mình chuẩn bị mùa vụ tới mình gieo, thì sẽ có. Chứ còn bây giờ mình ngồi đó mình ước muốn tháng tới tôi phải có gạo dẻo gạo thơm tôi ăn như người ta, mà mình ngồi đó mình cứ
cứ ước muốn hoài thì đâu được. À, mình phải tìm cách, à, mình đi đổi cái giống lúa khác, rồi mình phải cày, phải xới đất làm cho nó tốt đẹp đầy đủ, à, mùa màng tới điều kiện thuận tiện, mưa xuống hoặc có nước có nôi đầy đủ, và mình đem những cái giống lúa mới mình gieo. À, còn mà bây giờ mình không chấp nhận cái vấn đề mình ăn cái gạo khô, gạo cứng. Bây giờ cái nghiệp quá khứ mình gieo, à, bây giờ là những cái chướng nghiệp nó xảy ra, à, làm cho mình bị ốm đau bệnh tật. Mình muốn hành thiền mà giờ nó tê, nó đau nhức quá, à, ngồi không nổi. Rồi mình muốn học nhưng mà giờ cái chướng nghiệp, à, cứ mỗi lần mà học, muốn học thì đầu nhức, à, mắt nó hoa, à, thì cái nó. Rồi bây giờ mình ngồi đó, mình mặc dù cái pháp dục nó là tốt nhưng mà bây giờ cái điều kiện của mình không, nó không đủ, thì thôi bây giờ mình thực hành theo cái sức khỏe, cái điều kiện của mình, cái duyên nghiệp của mình, à, chứ mình đừng đó ngồi đó mình tróc móc khổ đau. À, thành ra cái ái dục nó là cái tảng đá đè nặng. Nhưng mà nếu mà mình bây giờ mình bỏ cái tảng đá bên này á, mình vác cái bao đá ở bên kia thì nó cũng nặng như nhau. À, cho nên phải biết là ái dục thì mình cũng phải trừ diệt, nhưng mà pháp dục á, thì mình muốn làm vừa chân, à, vừa đủ với cái điều kiện sức khỏe, à, của chính mình, à, chứ mình đừng có chạy theo ai. À, rồi còn cái tác dục nó là cái diễn ra trong chân, mà chúng ta phải về chân, à, canh chân, à, cái phiền não, cái ái dục nó sinh ra từ ở những cái tác dục, à, thì chúng ta sống với cái sự hiểu biết, với trí tuệ, à, thì sẽ đem đến an lạc và chúng ta vượt thoát những cái ước muốn, à, ngay trong đời sống. Xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Nhung và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ thưa sư, qua câu trả lời ở câu giải thích của sư thì con cũng hiểu được, tức là mình phải tùy theo dục, thì mình có ba loại dục là dục thế gian, pháp dục và tác dục, thì tùy theo dục mình đoạn trừ, tức là những cái dục nào mà nó quá khả năng của mình thì mình đoạn trừ, rồi có những dục mình phải vun bồi. Nhưng mà con thì con cũng thấy là có những ước muốn, như hồi đầu bài thì sư cũng có giảng đó, là có những cái ước muốn mình, theo con thì đó là mình ước muốn theo phong tục. Ví dụ như khi đầu năm hoặc là khi mình gặp nhau, mình thường chúc tụng nhau là chúc sức khỏe, rồi chúc an khang, rồi chúc phát tài. Thì những cái đó là theo phong tục của thế gian. Thì mỗi khi Tết về thì con cũng hay như vậy. Thì như vậy mình cũng biết đó là những cái lời chúc mà nó quá cái khả năng, vì mình phải biết là vô thường nó đến thì mình làm sao mình chúc sức khỏe hoài được. Thì như vậy á, thì mình có nên chúc như vậy mỗi khi mà Tết về, mình chúc về sức khỏe, chúc về giàu sang, chúc về an lạc, còn những cái nó cũng không thể đến được với mình, thì mình có nên sử dụng tiếp không ạ? Dạ con cũng thỉnh sư giải thích giúp con. Dạ con kính thỉnh sư ạ. Dạ kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Thì có những cái sự chúc tụng, à, mà mình phải làm theo cái thế gian. À, thành ra đó, chúng ta còn sống ở trong cái đời sống thế gian,
Có những lúc mình cũng phải chúc tụng nhau, có những lúc mình cũng phải tán dương, sắp tấm để người khác người ta mới mới hoan hỷ ta ta thực hành. Thấy không? Thì thường thường mà khi mà quý vị làm những cái thiện sự cúng dường vật thực rồi thuốc men y phục rồi kia nọ đó, thì chư tăng cũng phải chúc cho quý vị cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh. Thấy không? Thì quý vị mới khởi cái tâm hoan hỷ, rồi mai mốt cái thiện sự quý vị mới hoan hỷ, mới tiếp tục làm. Thấy không? Hồi đầu đó thì không có cái chúc, cái phúc chúc đó. Nhưng mà đó, rồi cái ta đem đến người ta dâng cúng cho chư tỳ khưu, chư tỳ khưu nhận và cầu mong cho thí chủ mau thoát khổ, chỉ nhiều đó thôi. Thì bắt đầu á, người cư sĩ người ta mới nói trời ơi, đem cúng cho mấy ông bà la môn, mấy ông còn 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 tụng kinh nhìn thế này thế khác, còn đợi cúng cho mấy ông tỳ khưu đệ tử của sa la môn Gotama, mấy ông nhận mà mấy ông làm thinh à, không nói tiếng nào hết á. À, cho nên từ đó mà mới có cái bài phúc chúc. Rồi là phúc chúc xong cũng mấy rồi, thấy giờ cầu an nữa, cầu an nữa. Mà mình thấy đó, những cái chuyện đó đó là tại vì á, mình làm theo cái thông lệ của thế gian, chứ chưa chắc cái gì vị tỳ khưu an mà đi cầu an cho người khác. Đúng không? Rồi cầu an xong cầu siêu nữa. Thành ra bây giờ đó, cái yêu cầu theo cái tục đế của thế gian thì có đôi lúc đó, mình cũng phải làm, nhưng mà biết đó, cái làm này để cho cái người, cái tâm của cái người thí chủ hoan hỷ thôi. Nè, rồi mình phải hiểu cái ý nghĩa sâu xa của cái lời chúc. Ví dụ như bây giờ đó, chúc quý vị về cái tuổi thọ, không? Sống lâu. Thì ở đây không phải cái tuổi thọ của cái thế gian. Bây giờ á, bây giờ quý vị thấy á, ta sao sống được nhiều 100 tuổi, không? Rồi mình giả dụ nha, cho cái tuổi thọ nhiều hơn đi, 100 tuổi, 200 tuổi, 300 tuổi, 500 tuổi, 1000 tuổi nha. Nhưng mai rồi sao cũng phải chết đó. Quý vị thấy rằng cái những cái vị mà phạm thiên ấy, sống tới cả mấy chục đại kiếp, cái vị mà phạm thiên ở trên cõi mà phi tưởng, phi tưởng á, sống tới 84.000 đại kiếp, không? Rất là lâu. Cái quả đất này nè, sanh trụ diệt mới là có một kiếp thôi, mà tới 84.000 đại kiếp thì quý vị biết nó lâu tới chừng nào, thấy không? Nhưng mà sao hết tuổi thọ vị này vẫn chết như thường, vẫn hết cái phước ở cái cõi mà phi tưởng xứ, vẫn rớt xuống, có khi tục sanh đại do nhân do duyên, có khi sanh làm người, có khi sanh làm súc sanh không chừng, có khi cái những cái
ác nghiệp đến đi rơi xuống cảnh khổ chừng. Nha. Đó. Thành ra đó, cái chút cái sống lâu ở đây là về cái niềm tin. Khi nào mà cái niềm tin nó còn mạnh mẽ, à, thì quý vị sẽ còn thực hành cái thiện sự. À, ngày nào quý vị còn cái niềm tin vào Tam Bảo, à, quý vị còn học pháp, thực hành pháp, à, thực hành những cái thiện sự, à, thì quý vị sẽ còn bố thí, trì giới, tu tiến. Ngày nào mà cái niềm tin mà nó mai một đi, à, nó không còn hiện diện ở trong cái tâm trí quý vị nữa, thì sao? Tất cả những cái thiện sự này nó cũng hết luôn. Nha. Khi mà cái niềm tin mà không còn thì đâu ai đi chùa, đâu ai nghe pháp, và cũng chẳng có ai thực hành những cái thiện sự ở trên thế gian này nữa. À. Cho nên á, là khi mà cái giáo pháp mà bị tiêu hoại ở đây đó, thì sao? Là vì tâm tánh chúng sanh lúc đó là bị cái bất thiện quá mạnh nó che án rồi. Cho nên là không ai còn cái niềm tin ở Tam Bảo, không ai còn trì giới, dù là một giới chứ đừng nói là năm giới, à, cũng không ai thực hành nữa. Rồi những cái thiện sự dù nhỏ nhất bây giờ cũng không ai thực hành. Cho nên gọi là cái lúc đó là cái giáo pháp nó bị tiêu hoại. Cho nên cái mà sống lâu ở đây đó là cái niềm tin. Nè. Rồi cái sắc đẹp ở đây đó là sắc đẹp về giới hạnh, chứ không phải cái dung sắc của thế gian. Không phải là chúc quý vị mai mốt làm hoa hậu, người mẫu rồi kia nữa. Không? À, sắc đẹp ở thế gian này thế nào rồi nó cũng hoại, cũng tàn rã. Cho nên cái sắc đẹp ở đây đó là về cái giới hạnh. An vui á, an vui là gì? An vui ở trong những cái thiện sự, an vui ở trong những cái cảnh thiền, à, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. An vui trong cái gì? An vui ở trong cái minh sát tuệ. À, khi mà quý vị thực hành, à, đạt được những cái trạng thái an lạc của thiền, à, thì tâm lúc đó nó được an vui. À, nhưng mà an vui ở trong cái thiền chỉ nó là những cái an vui tạm thời. Dùng những cái chi thiền để mà đấu trị với phiền não. À, an vui trong cái tệ minh sát đưa đến đoạn trừ những cái phiền não từ những cái hạ phần kiết sử cho đến thượng phần kiết sử, và đạt đến gì? Đạt đến niết bàn mới gọi là cái an vui. Và cái trạng thái mà an vui của niết bàn nó mới là cái an vui tối thượng. Rồi cái sức mạnh á, không phải là sức lực cầu mong cho quý vị trở thành những cái lực sĩ có thể mà dỡ được những cái tạ mà mấy trăm kg, không có, không. Sức mạnh ở đây là cái nỗ lực tinh tấn để mà chúng ta thực hành các cái thiện pháp á, à, nỗ lực để vượt qua chính mình, nỗ lực để mà đoạn trừ những cái ước muốn, những cái tham ái, giống như hồi nãy mình học đó. Phải cần có cái sự nỗ lực, sức mạnh của tinh tấn, à, thì chúng ta mới làm được những cái việc đó. Nên, cho nên á, cái lời chúc tụng thì có những lúc mình cũng phải, mình phải chúc tụng nhau. Chứ còn á, à, gặp nhau mà cứ, à, chánh niệm tỉnh giác, không ai nói chuyện với ai, không ai chào ai hết, thì ở thế gian này nó coi nó có vẻ mà tẻ nhạt, à,
lạnh lùng quá, thấy không? À, thôi mình sống ở trong cái thế gian mà có đôi lúc mà mình phải tục đế, mình sống trong chế định chút, à cũng phải gật đầu chào nhau, cũng phải hỏi thăm mà khỏe không, à làm sao ăn vui hôn rồi kia nọ chút chứ, cứ gặp nhau mà cứ cứ sống ở trong chân đế hoài, tất cả là ngũ quẩn dai không, không? Thì cuộc đời nó lạnh lùng, nó tẻ nhạt, nó vô vị quá, không? Thành ra mình biết à, chẳng qua là để cái gì trong cái sự giao tiếp, trong cái tục đế, cái chế định của thế gian, à, chứ đừng có bám níu vào cái tục đế quá cũng không đúng, mà mình sống trong chân đế quá thì nó cũng không phải, à cho nên mình phải dung hòa, à mình hiểu biết, à có đôi lúc mình cũng phải sống theo cái tục đế, à mình cũng phải chúc tụng và chúc đỉnh, à nhưng mà mình biết à, mình phải trở về với cái chân đế, à đó, để mình có cái sự hài hòa an vui. À, thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Dung, và dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui nếu muốn thà giá. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn, dạ, đảm ơn để cho con biết tín hiệu. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Pháp Thanh, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, thứ Sư cho con, cái đời này là trừ cái tiền nghiệp mà... và không ít thì nhiều thì mình có đem theo những cái tiền khiên tật đó thưa sư. À, như vậy nếu mà mình có thể mình ghi nhận được những cái sự phiền não và những cái tiền khiên tật đó thì cũng may là mình mang cái thân người mình có thể mình ghi nhận và mình chuyển hóa được không thưa sư? Như là mình có thể mình làm những cái thiện nghiệp và mình có sự chọn lựa, mình có được cái trí tư, mình không có như làm việc theo bản năng như vậy, mình chọn những cái thiện nghiệp và phúc hạnh để mình có thể mình chuyển hóa thì có thể đưa mình tới cái con đường mà hướng thượng được không thưa sư? Dạ con xin sư giảng giùm cho con điểm, con xin dâng bích tới sư. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Thì chúng ta là còn phàm nhân thì ai cũng còn những cái ô nhiễm từ nhiều đời nhiều kiếp quá khứ ra đó. Có những lúc thì chúng ta cũng bị những cái ô nhiễm phiền não, những cái tập khí mà từ đời quá khứ nó tiềm miên ngủ ngầm, hay là người ta nói là tại cái tánh, cái tánh ở đây là nó là những cái mà nó ô nhiễm từ nhiều đời nhiều kiếp nó tích tụ lại. Thành ra đó, nhưng mà cái tánh này là không phải là bất trị, chúng ta cũng có thể sửa được, nhưng mà không phải sớm một chiều
tu nhất kiếp độ đã đạt coi như là nhất thắng đúng à, phải nhiều đời nhiều kiếp à, mình phải biết như vậy à, sao rồi phải có sống với trí tuệ à, ví dụ như bây giờ ta nói là sao bằng cùng sanh đạo tặc, trời ơi giờ khổ quá rồi bây giờ là phải đi làm những cái chuyện không đúng để mà nuôi mạng, để sống qua ngày cái đã. Chứ giờ mà nếu mà mình trong sạch quá mình chết à, mình chết đói không. Nhưng mà đó đâu phải mình chỉ có cái phương pháp để mà làm những cái điều bất thiện để mình nuôi mạng đâu. À, mình có thể à, ta nói cho đói ăn rau à, bây giờ á đói quá rồi mình đi hái quơ quào bậy rau má rau muống à, rau lan cái gì đó rau trai rau dịu rồi vậy đó mình luộc mình ăn đỡ mình cũng sống vậy chứ mà đâu cần phải mà đi à, làm những cái điều bất thiện mình đi trộm cắp hay là mình đi tát hương bắt cua bắt ốc để mình ăn không nha đó thành ra đó khi mình đói mình cần giải quyết để mình duy trì cái mạng sống này nhưng mà đâu phải là mình ăn thịt ăn cá ăn ấy rồi kia nào mình giết chóc người khác để mình nuôi mạng mình mới sống đâu. Mình có thể sống bằng nhiều cái phương pháp khác à, đó thành ra đó cái bản năng để nó giải quyết vấn đề nhưng mà nếu mà chúng ta dùng trí tuệ à, chúng ta sống với trí tuệ chúng ta vượt qua được những cái thúc giục của phiền não đó à, thì chúng ta vẫn có thể giải quyết vấn đề được một cách nó tốt đẹp hơn, an ổn hơn. À, cho nên á là nói là con và người à, nếu mà con á là sao? Quý vị thấy rằng á, những cái con sư tử, những cái loài mà ăn thịt, nó sống theo bản năng á, nó đói là nó gặp con nào là nó quơ con nấy. À, dù là con lớn con nhỏ gì cũng cần biết nó đói là nó gặp rồi nó quơ à, nhưng mà khi mà nó no rồi đó thì dù cái con vật gì đó ở trước mặt nó cũng không cần đúng rồi nó no rồi à, thành ra đó là những cái con vật là nó sống theo bản năng nhưng mà người là phải có trí tuệ nó khác hơn cái con vật ở chỗ là chúng ta có trí tuệ chúng ta phân biệt được điều thiện điều ác điều nào nên làm điều nào không nên làm điều nào làm đem đến cái lợi ích tốt đẹp an vui điều nào làm đưa đến những cái hậu quả khổ đau đó thành ra đó chúng ta khác hơn cái con vật ở chỗ là chúng ta sống với cái lý trí, cái trí tuệ. Nha, thành ra đó, khi mà chúng ta sống với trí thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái bản năng, những cái tập khí, cái những cái tiềm miên của phiền não. À, cho nên á là cái người sống với trí tuệ chánh niệm tỉnh giác thì sẽ luôn luôn vượt qua được những cái tiềm miên ngủ ngầm ở trong tâm những cái phiền não ha. Cái người sống theo bản năng họ nhìn một cái cảnh mà họ cho là khả hỷ khả lạc à, bây giờ
cái bông này đẹp quá, đẹp quá. Bây giờ đó, mình lấy đem về nhà để mình ngắm, phải không? Thì đó là mình sống theo cái bản năng của phiền não tạp nhiễm từ nhiều đời nhiều kiếp, gặp cái cảnh mà khả hỷ khả lạc là cái tham nó xảy lên diễn ra, chúng ta làm theo cái sự sai khiến của phiền não. Nhưng mà cái người trí tuệ thì thấy trời, cái bóng này thì nó tự nhiên vậy thôi. Bây giờ mình có thích nó thì nó cũng nở, mà mình không thích nó cũng nở. Cái sự vận hành của pháp nó là vậy. Bây giờ mình có đem nó về thì mình ngắm cũng mũi là nó cũng héo, nó tàn. Mình dính mắt với nó làm gì cho nó khổ đau. Khi mà chúng ta sống với trí tuệ chánh niệm tỉnh giác, mình hiểu biết như vậy thì tạm thời mặc dù mình chưa giải thoát hẳn cái tham muốn đó, nhưng mà tạm thời ngay trong giây phút đó chúng ta đoạn trừ. Nhưng mà cái đoạn trừ này là với cái suy tư chân chánh, với cái hiểu biết mình tạm thời mình đoạn trừ. Thì ngay giây phút mà mình sống với trí tuệ, mình vượt qua được những cái ô nhiễm tiềm miên, những cái tánh tham muốn ngủ ngầm, thì được an vui. Còn nếu mà khi mình đạt đến những cái đạo quả nó đủ sức, nó sát tuyệt, và đạt đến cái niết bàn tối thượng, thì lúc đó mình hoàn toàn an vui. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của chú Văn nhé ha. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú, con cảm ơn câu trả lời của sư. Dạ, thưa sư, cho con thêm một cái câu hỏi nữa về cái bài học hôm nay về ước muốn đó, thưa sư. Cũng phải chết. Thì như vậy mình có thể mình ước muốn trong tâm, ước muốn ra lời là mình được chết già, chết nhẹ, chết đẹp. Như vậy thì có giúp ích được gì không, thưa sư? Có hay là nó tạo cái nhân, một cái nhân tham trong một cái đời kế tiếp? Dạ, con xin sư giảng giùm con điểm này. Dạ, con xin giấc mấy cho sư. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Thầm Ma giá, nam mô Sằng Ca giá. Thì hạ sanh thì có tử, ai rồi cũng phải chết. Quý vị thấy không? Đến Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác là một cái vị mà tối thượng nhất ở trong tam giới này, rồi ngài cũng phải đi đến cái chết, nói theo thế gian. Nhưng mà mình nói theo ấy là theo cái Phật pháp thì ngài vô dư niết bàn. Thành ra đó, như hồi nãy xin nói đó, thì tại vì ở thế gian mà cái tục đế mình nói cho nó vui vậy đó, chứ bây giờ mình ước muốn sao được. Ai cũng muốn, ước muốn, thấy không? Cái người mà có phước nhiều, sống trong đầy đủ tài sản quyền thế, thì sao? Họ ước muốn cái tuổi thọ họ dài chút, để trong thế gian này họ hưởng thụ cái phước báo của cái nhân loại. Không? Cái vị chư thiên ở trên cõi trời cũng ước muốn cái tuổi thọ kéo dài để thụ hưởng cái
cái thiên súc ở trên cõi chư thiên. À, ngược lại, những cái người mà kém may mắn, họ khổ đau trong bệnh tật, thì họ cầu mong chết cho sớm chút. Trời ơi, bây giờ nằm đây rồi bị bệnh tật nó dày dò, nó hành hạ, thì họ đâu muốn, họ muốn kéo dài tu thọ, muốn chết sớm nữa. Mà sự thật ra đó, cái định luật của thế gian mình không thể can thiệp được. À, mình muốn kéo dài cũng được, à, mình muốn sớm hơn cũng được. À, do nhân do duyên, đến lúc thì nó sẽ chấm dứt. À, thành ra đó, thấy không? Có những chúng sanh chết từ trong bụng mẹ, có những chúng sanh chào đời 5-3 tuổi chết, có những chúng sanh chết trong cái tuổi thanh niên, à, có những chúng sanh tới lão niên mà chết. Thành ra đó, nó là bất định, mình không thể muốn được. À, do duyên, do nghiệp, các pháp nó hiện khởi, cũng do duyên, do nghiệp, đến lúc nó tiêu hoại theo cái quy luật sanh trụ diệt. Thì khi mà mình làm phước thiện mà mình nguyện thì được, à, nguyện làm nhân để đưa đến đạo quả niết bàn. Nhưng mà điều cái mình nguyện mà mình không hành thì cũng không được, thấy không? Mình có cái ước nguyện nhưng mà phải thực hành. Giống như hồi nãy sư nói, mà bây giờ mình ước nguyện là mùa tới và 3 tháng tới đó, mình có gạo thơm, gạo dẻo mình ăn. Mà giờ mình ngồi đó mình cứ ước không à, mình giống như cái người ngồi dưới gốc cây mà chờ sung rụng thì không được. Mình ước nhưng mà mình phải nỗ lực, mình thực hành. À, bây giờ mình ước có gạo dẻo, gạo thơm ra nha. Bây giờ mình phải đi kiếm cái giống lúa cho tốt đi, để sẵn đó. À, rồi phải chuẩn bị là cài sới, rồi diệt 3 cái cỏ dại. À, rồi giống mình phải ngâm như thế nào cho nó đúng. Rồi đúng khi trời mưa mình đem ra mình gieo, mình xạ. À, rồi mình phải chăm bón, mình phải giữ nước cho nó đầy đủ, mà phải coi chừng sâu bọ thế này thế khác. À, thì mình có cái ước muốn, rồi mình phải thực hành cái ước muốn thì nó mới đưa đến. Bây giờ mình muốn giải thoát, nhưng mà bây giờ mình dễ vui. À, ta kể trời ơi, tu chỉ cho nó gật, từ từ cũng tới, không có đâu. À, cái gì cũng phải có cái giá của nó. À, đó, mình muốn bây giờ mình tốt nghiệp trung học thì phải thực hành, mình học đầy đủ các môn học rồi phải thi tốt nghiệp. À, đó, mình muốn mình tốt nghiệp thôi thì dừng lại đó. Còn nếu giờ mình muốn có bằng cử nhân thì sao? Phải ráng học. À, phải thi vô đại học. Vô đại học được rồi đó, mình phải ráng mình hoàn thành cái môn học. À, 4 năm gì đó mình mới lấy được cái bằng cử nhân. À, rồi nếu mà mình bằng lòng với cái cử nhân đó thì thôi. Còn nếu mà mình muốn cao hơn, à, thì mình học thạc sĩ thì phải thêm mấy năm nữa. À, muốn tới cái cao nhất là tiến sĩ thì phải thêm mấy năm nữa. À, thành ra đó, cái ước muốn
điều thiện, nhưng mà mình phải ráng mình thực hành đầy đủ các cái bổn phận, phải tạo trữ đầy đủ các cái pháp độ nè, đó, rồi phải làm những cái điều gì 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 thì nó mới đưa đến cái niết bàn. Thành ra đó, cái ước muốn là một chuyện, nhưng mà mình phải nỗ lực mình thực hành. Chứ còn mình ngồi đó mà mình ước muốn không á, thì cái ước muốn đó nó không có đem đến. Tức là cái gọi là cái chí nguyện, cái chí nguyện nó dẫn dắt. Mình ước muốn nhưng mà mình phải thực hành thì nó mới đạt được. Thì mình nhớ cái điều đó, nhưng mà mình ước muốn mình phải nỗ lực mình thực hành từng bước để mình đạt được cái chí nguyện, cái mong mỏi đó. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của chú Giang Nhất Hà và cô Kim Nhung. Chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thủ kính cảm ơn câu hỏi của Kim Nhung cũng như câu hỏi của Quỳnh Giang Nhật Hà, rất hỏi rất là hay. Dạ, đạo tràng hôm nay rất là sôi động nha. Cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Quang Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Quang Thanh còn có 9 phút nữa nè, Quang Thanh có hỏi gì không, có thắc mắc gì không Quang Thanh? Alo. Quang Thanh có thắc mắc gì không? Thắc mắc gì xin đưa bàn tay, không phải hòn rồi. Thích Duyên có thắc mắc gì không? Thích Duyên, alo, Thích Duyên có thắc mắc gì không? Châu Phan, Nhật Quỳnh nãy giờ thấy ra vô nhiều lần lắm rồi, Châu Phan có thắc mắc không? Đang trực hả? Châu Phan có thắc mắc gì trong bài giảng của sư không, Châu Phan? Sitterman có thắc mắc gì không, Sitterman? Alo. Rồi, cùng em ru luôn. Dạ. Không còn ai hỏi, sư cho con hỏi một câu. Thí dụ như con nãy giờ con nghe sư giảng về những câu hỏi rồi. Nhưng mà bản thân con thường hay á, mình làm cái phước gì đó thì mình nguyện do cái phước này trợ duyên cho con được có cái trí tuệ để con học pháp, con hiểu pháp, để con tu tập sớm đoạn tận khổ tái sanh luân hồi, đại khái là vậy đi. Thì con tạo điều phước xong con ước miệng như vậy, nhưng con cũng biết một điều là không phải mình làm một lần, mình nguyện một lần mà mình có thể đạt được. Nhưng mà cứ từng giọt như vậy á, thì có thể cái lúc nào nước nó sẽ đầy bình không, Bạch Sư? Hay là mình không nên nguyện gì hết, mình làm thì mình làm thôi, mình không nên nguyện. Dạ, con cung thỉnh sư chỉ dạy cho con. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Thì cái ước nguyện hay là cái chí hướng nó sẽ hướng cho mình đi đến cái điều mà mình muốn, thấy không? Bây giờ
mình muốn học tới ngày mai. Mai quần mai áo rồi gì đó ha. Mình phải lúc đầu mình phải có cái sự ước muốn à, rồi mình mới theo đuổi cái mình học cái nghề đó à, mình học cái nghề đó, học cho nó kỹ càng à, cách thức mai à, như thế nào thế nào, từng loại giải thì mai như thế nào thế nào à, à, thì chính có cái ước muốn rồi mình phải thực hành cái ước muốn đó à, thì mình mới thành thạo, mình mới trở thành một cái người thợ mai. Thì cũng vậy, bây giờ mình ước muốn có cái trí tuệ, thì cũng vậy, bây giờ những cái nhân nào nó sẽ đưa đến trí tuệ à, những cái phước nào nó dung bồi cho có trí tuệ, mình thấy hiểu rồi sao mình ước muốn mình phải thực hành à. Thì quý vị thấy rằng á à, các cái vị thánh nhân hay là Bồ Tát nó phải trải qua những cái thời kỳ à, nguyện trong tâm rồi phát ra lời à, rồi phát ra lời thực hành tròn đủ rồi đó phải được một cái vị chánh đẳng chánh giác thọ ký. Nó trải qua những cái giai đoạn như vậy đó thì mới đạt được à. Thì quý vị thấy luôn, cũng có những bậc thánh a la hán nhưng mà chỉ thoát thôi à. Rồi có những cái bậc thánh mà a la hán nhưng mà có thần thông nè. Rồi có những bậc thánh a la hán có thần thông và có trí tuệ, tứ tuệ phân tích, thấy không? Thành ra đó à, bây giờ nếu mà mình chỉ mong cầu mình giải thoát thôi thì cái sự thực hành mình nó ít chút à, giống như cái người mà cái người học sinh đó, học hết cái phổ thông à, lấy bằng tốt nghiệp cái bằng tú tài là coi như là xong cái bổn phận cái à, học rồi, mình ra đời mình đi làm việc ok cũng được rồi ha. Còn cái người kia người ta có cái ước nguyện cao hơn thì người ta phải thi vô đại học, người ta học thêm mấy năm nữa à, để người ta đạt bằng cử nhân. Rồi nếu mà muốn cao hơn nữa thì phải học thêm mấy năm nữa để có tiến sĩ, học thêm mấy năm nữa để đạt đến cái trình độ cao nhất là tiến sĩ. Thì cũng vậy à, giống như thi vô đại học là hết cái là vị a la hán mà mong cầu đạt được cái sự giải thoát thôi. Tôi đạt đến cử nhân tốt rồi, ra đời đi làm việc rồi kia nọ đủ rồi, còn vị kia muốn phải có thần thông thì phải sao, phải luyện tập tu tập thêm những cái pháp môn nào để đem đến có những cái à, thần thông à, thiên nhãn thiên nhĩ à, tâm thông rồi gì đó ha. Rồi mình muốn là có cái trí tuệ như ngày Xá Lợi Phất à, đó có thể mà tứ tuệ phân tích, có thể giải đáp được tất cả những cái thắc mắc thì phải học gì, phải học thêm những cái môn nào à, thì tùy theo à, chứ không phải mình chỉ ước nguyện không là được đó. Thành ra đó mình có cái chí hướng rồi mình phải việc nhận định là làm, cần phải học, cần phải thực hành những cái pháp nào
gieo những cái nhân nào để cho cái kết quả này thì mình sẽ đạt được. Cái còn mình cứ làm kể được chân hay chớ, mình có ước muốn gì hết thì cái sự hướng tâm của mình nó không đi đúng mục đích. Còn mà mình ngồi mà mình ước nguyện, mình cầu khấn gian sinh là hai cái khác nhau. Tôi ước mai mốt là tôi có đủ đủ ăn, thì bữa nay tôi phải đi kiếm cái hộp, rồi tôi gieo, rồi tôi trồng, tôi dung phân tưới nước, thì mai mốt tôi mới có cái trái đủ đủ, cái quả ngọt để ăn. Còn giờ tôi ngồi đó tôi ước không mà tôi không có đem, tôi không gieo, không làm gì hết, tôi ngồi đó cầu khấn đấng thượng đế thần linh ban cho con trái đu đủ, chắc không có đâu, đúng không? Đó, thành ra đó chúng ta phải hiểu như vậy. Cái ước muốn nhưng mà chúng ta phải thực hành cái điều ước muốn, cái chí nguyện của mình. Còn mà cái ước muốn mà mình cầu khấn gian sinh là cái đó là cái sai lầm tà kiến, để mình cần phải tránh. Đến đây thì thời gian cũng vừa phải lẽ. Bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh sám hối. Sư xin phúc chúc nhắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay với phước báo này. Kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão có thể căn ngang. Kính chúc tất cả quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, sa thú lành thai, con thành kính lãnh lễ tri ân đường tòa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải câu hỏi của cô con. Và Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp. Dạ, cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và lúc nào mà Trần Đạo có thời gian thì gọi điện thoại cho Nhật Quỳnh nha Trần Đạo. Tại vì Trần Đạo thì gọi cho Nhật Quỳnh được, nhưng mà Nhật Quỳnh không có gọi cho Trần Đạo được. Nên lúc nào có thời gian thì gọi cho Nhật Quỳnh. Nhật Quỳnh muốn gặp Trần Đạo một chút nha. Tina nè, lúc nãy Nhật Quỳnh nhắn Tina chưa có thấy cái tin nhắn của Nhật Quỳnh phải không? Dạ, lúc nào từ giờ tới tối ở bên Nhật Quỳnh thì Tina gọi cho Nhật Quỳnh nha. Dạ, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Uttamange na vande hang ba da phan sum va ruttamang buddh thế yo khalito do so buddh tho kamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang tham man cha đức vi thần và răng thầm mê vô khalito độ sâu thầm mô khamatu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sang khanh cha đức vi thoát tam ăn sang khê vô khalito đô sơ sang khô khamatu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là